Rồi con em ơi, tại sao mọi quên đi bao câu hứa cầu này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiên IQ. Giờ mình là Tiên đây. Tiên thì ok mấy bạn ơi. Hôm nay dịch tới rồi mà bây giờ... Ê! Em nó bắt ớt rồi. Ớt hay mập nha, nay ớt hay mập nha. Do quá trình ăn uống của mình hôm nay thì mình đã được như ngày hôm nay. Hơi phì, tại mặt quần này mấy bạn thấy ốm á, chứ tôi mập lắm. Thì hôm nay tôi sẽ đi tát đìa bắt cá để ăn tiếp nha mấy bạn, hết đồ ăn rồi. Thì hôm nay người ta tát đìa mình lên mình bắt cá ăn ké mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, không phải người ta nha, đây là cậu mình nha mấy bạn. Cậu mình đang tát cái đìa này nè. Cái đìa này thường thường mình câu, ổng nuôi cá tài tượng, mình câu cá chê, cá cha, cá chim rồi thả xuống, ổng chửi hoài à. Mốt mình thả tới cá lưu kiến luôn nha mấy bạn. Từ sáng giờ bơm mà chưa xong nữa kìa. Không, tại cái máy này nhỏ quá ha. Cái đề này bữa mình câu con cá chê vậy nè. Hôm bữa mình thả á, mình câu con cá chê lên nó kéo mình xuống mương luôn mấy bạn. Chúc anh đi sẽ xuống bắt cá cho tụi mình. Tụi mình là ai? Tụi mình là Phú. Chừng nào mới tát được Phú? Hả? Nào mới tát được? Nửa tiếng nữa không? Nửa tiếng nữa. Ok. Ok. Mập quá hả? Hồi xưa tao mặc ốm lắm á. Bữa nay ăn gì mặc đồ đẹp quá quý vị ơi, trắng tươi à. Cần quá nè. Thôi ra. Chẳng quá nè. Nó kêu mình biến rồi, mình biến luôn. Cút. Tới đây. Đang. Hello các bạn, đây là cha mình và cậu Bảy. Wow. Dạ. Cá khổng lồ. Trời ơi. Wow. Màu Bảy đang lấy cái vợt vớt. Con phải đây. Nó cái vợ chứ được, chủ nó chảy nó thôi. Sao? Tiên xuống kìa. Nhảy áo ra Tiên. Chảy không lũ quá. Sao? Cha nó lấy cái. Lấy cái vợt này xuống vớt ra vô đưa màu Bảy. Trời ơi, con cá chim kìa. Cá chim bữa em mới thả. Ủa chị ba, con cá chim nè, con cái cái vậy? Chút tao chỉ cho. Đâu có ăn ngon vậy? Cá chim không? Cá chim, ủ cá mẹ kìa. Ủa cá dồ. Mày là mày không xuống nghe chơm. Đứng gì tao nổi. Tiên mày không. Nè, một con. Mày bước xuống dưới đại đi Tiên, mày bắt cá đi. Từ từ rồi xong. Trời ơi. Tiên sợ. Sợ gì? Sợ rắn. Sợ rắn hả? Sợ rắn. Nó sợ cá chứ sợ rắn. Không mà con cá chim nè, con cá gì. Wow, đỉnh cao luôn. Giờ kia đánh luôn. Hả? Để. Giờ phải đứng đợi. Chê giọt hả? Ừ. Sao chê giọt vậy mà chê hả? Ủa sao không kéo này lên bờ luôn cho? Chết. Chết tiếp vậy. Bắt lên từ từ. Bắt lên thả xuống mà. Chăng đi ra ông nội. Từ từ nha Phú. Ôi. Gọt lại ta ghim nhớ qua bên kia luôn. Mày dẫn ngon. Cá phi nữa kìa. Bữa chết con cá mè bự vậy nào. Ghê vậy. Bỏ cậu bể. Con câu cá dột sao không thấy cá chê cậu? Bỏ con cá chim đó con câu không rồi. Cá chê đâu? Cá chê trong đó. Hồi nãy kêu vớt cá chê ra đặng người ta bơm nước ông nói khỏi. Cá chê đâu? Cá chê đâu? Con nói con cá chê. Chưa có. Rồi ấy đi cái bơm lên bơm nước nè. Bắt hết đi. Vô cái máy con. Cái máy con nhanh lên. Qua. Con dính cái cây tre ông ta nè. Từ từ bình tĩnh. Từ từ đi. Cây tre này ai chuốt thì dính lại. Như như lỡ con lấy vuốt bán con về. Cái thùng B phải không? Thấy thùng B phải không? Còn cá phi để riêng đi. Trời ơi. Giờ đi lấy cái thùng bê gì nè. Biết cái thùng bê gì nữa. Thùng bê gì? Rồi được rồi, thùng bê đi nè. Lấy cái nữa ha. Bắt con về. Bắt rồi. Ồ. Chị à, khỏi lấy thùng bê hả? Lấy thùng bê coi. Tao lấy mấy cái vừa mỏ ra cái hả? Từ từ. Thằng Tiên cầm đại lên đi. Trời ơi, chảnh ai đâu mà làm. Từ từ đừng kéo xuống. Đổ ra đó lại đi. Rồi đổ đó lại đi. Cá này hả? Rồi cá bỏ đi. Lấy cái thùng bê ra luôn đi rồi tôi bắt. Rồi lấy thùng bê ra đi em ơi, em yêu ơi. Nè. Người chết ủa. Xước nguyên cái tre trong tay. Tre chọi lên luôn hay vậy? Ai nó lóc luôn. Hả? Cái chỗ luôn hả? Không hết luôn. Wow. Rồi. Xong. Hết vợ. Cắm cái đầu xuống trình không biết đường bơi được. À, ghê quá. Còn đó cái chim
con cá đó con cá chim á. Vậy mà cậu ra còn mười mấy con cá tra đâu. Trời ơi, cái con bay không? Cá chim này hả? Biết chứ, cá chim này biết bay á. Đâu? Cá chim này bay ghê lắm. Đâu? Nè. Bay đâu? Rồi. Cái dồ ăn đi hả Xuân Chi? Cá hú. Cái nước cái dồ ăn cá đi. Ừ. Bỏ vô trong nó đặt cứng nó chết sạch trong đây cái lu đó. Đúng nghe. Quan cố. Bà con nghe chúng mà bỏ xuống nó luôn nha con rồi. Rồi trong đây nó hấp nữa nè. Đây nhiều hang lắm. Cái đó là cái bọng mà. Nè ông thọt vô. Có con gì chổng không cha? Có gì cha? Coi chừng con gắn nha cha. Gắn mà bắt gắn luôn. Trời cha dám bắt gắn luôn hả? Có không? Nó còn sâu vô trong á không? Có lỗ vậy hả? Đây là cha mình, không có gì hết. Ôi quê sợ. Kệ nó. Có đâu? Xình kệ nó. Đâu tắm xình cho nó trắng mấy bạn ơi. Rồi theo ổng. Cái nít quần nó cũng thịnh không rồi. Ai đi bắt cá mà mặt trắng chịu à. Nó nói cái quần này cổ lỗ sĩ lắm rồi. Nó thôi nè nè khoe nhẹ nè. Quá trời khán giả trên bờ luôn. Phú mới bắt con cá dục lắm rồi. Rồi đi lên mấy bạn. Đứng ra chịu coi đi, đứng đây coi đi. Để coi. Đi đi ỉa qua bên đó. Ừ, ơi, hả? Cá wow. Cá ở ngoài. Cá ngoài. À! Trời ơi. Đỉnh cao luôn. Ủa, nó đâu phải cá chim đâu mà nó biết bay. Nó có cánh. Cá đâu ngoài? Coi tát rồi chưa cạn rồi, ngã thêm chiếc đi. Quá, rồi tiên bắt. Đem bắt đi. Trời. Trời. Wow. Dữ vậy. Giọt giọt. Dĩ heo. Trời ơi. Ngoài rồi ba ơi. Uẩn. Ginh cái lưới lên luôn nè rồi. Đâu ginh được. Vớt lên từ từ. Trời ơi, không có con nào hết. Bắt đi. Cái tự tượng vậy ta. Vớt cái tự tượng đưa tao kìa. Con nhớ cái mèo. Ủa cá chê kìa. Chê. Bắt cá chê đi nó dễ lóc lắm á. Ăn cá tê tượng đi, để chết cá tê tượng. Chết chóc gì? Cá tê quỷ nó mạnh lắm. Cái kho bắt, nó xuống sành là vô phương. Lét không? Lét. Không vô nổi luôn á. Cá tê lét bự dữ tờ. Quậy. Lét là cái gì? Lét là nó không. Nó ngạnh rồi, cho bắt nó. Rồi, dớt cá tê tượng tí, nó nằm dưới chết. Thôi, chết đâu mà bà. Cá tê tượng quá chết. Ở đó ổng ngậm rồi, ổng thải lên luôn. Nghe kìa. Vô đây mày dớt kìa, cái đây tao đổ nó vừa ra coi, rồi bắt. Ừ. Quá đây hẻo lạ nó để lên đổ không gian không thình không ổng à thình không à ra nè. Ủa, rồi rồi không ké vô trong cái vợt ổng luôn. Rồi, đến cái vợt đi. Cha tôi bắt con cá chê còn dưới mương kìa. Thả lên chưa? Rồi mấy cá mẹ thả lên cảnh này là bắt con cá chê này chị ba thả lên lúc trong luôn. Woo! Gì cái gì con cá chê á đưa cái thùng mới để có thùng bi, thùng bi này nước không à? Được, giải chết. Đây con bắt vô cho. Không có, dễ dở mà sập lắm nó chết. Còn với nó phải xong nước chảy rồi. Đợi rồi. Quay sao đây? Đâu? Mấy con này nấu liền thôi cũng chết à, không có động. Chết đâu. Chứ. Nó thấy nó hả ngửa hết rồi nè. Cọ má tao là dân miền Tây sông nước. Woo! Cho con cá chê vô đây. Quay sao đây con cá đang tắm nắng. Đi vớt nó đi. Ở đồng á. Đây là con cá chê lét nè. Thấy hồn ghê không? Đỉnh cao vô. Tiên, tao dám bắt con cá chê luôn nè mày. Rồi vô. Rồi nè, nằm im rồi. Ghê. Thôi ơi, ba cho con cá đi cầm bự. Tiên làm gì vớt vớt vậy? Quá. Trời ơi, cá mẹ bay ra cha. Quay. Quay. Cha lụm vô quá trời luôn. Ồ. Ôi ơi. Ôi. Cá sấu vô rồi. Okay. Ủa hả? Con cá tè. Con cá sấu. Mừng dữ lắm á, cá sấu vô rồi. Cá dê phải không? Bụng
quần kìa. Vậy mà câu thằng Phú nó phá giết câu con cá không thèm ăn luôn mấy bạn. Tép mũi nè. Kỳ quá. Tép mũi nè. Đây. Nè mấy bạn nhìn cái mẻ cá này nè. Chút đâu. Đừng có hái thòng nha mấy bạn. Ôi. Sâu đỉnh cao luôn. Ôi rồi chút con cá chê chứ con cá tưởng chút. Lấy cái giỏ căng là trời lên. Dạ Tiên ơi. Trời còn gì mấy con cá tra dữ vậy? Đông. Vậy mà câu không ăn. No mà ăn gì? Dớt cá tơ tượng ra cho bả đi. Còn nhiêu hải bờ chứ sao vậy? Còn con nữa đi. Từ từ. Còn con nhỏ cái đậu đó mà đi định con cá đó. Con nhỏ đó. Nhỏ nào? Tưởng đâu con chứ. Nè Hải ơi. Đây. Hải nó ngửa lên ba, cầm nó ngửa lên. Hải vô cái này tượng hả Như? Ừ. Bắt cá sấu trước để bụng mẹ nó vụt khổ không nữa ơi. Nè. Xa quá vậy. Nhỏ xíu ta. Con từ ông ơi, cái gì ông cũng cái thằng hết. Cha mình đây. Ôi, trời ơi. Con này mới gọi là đỉnh cao luôn nè. Má ơi, con cá chê. Chị ba. Gì? Tép à. Ăn đi. Cành có, vớt lên, nó vô. Wow. Wow. Đây tao phải xách đi thiệt xa. Con cá chê hay cá bự? Nó căng không? Nó căng. Ôi. Căng ra đâu mà. Cái này. Đó cái ra đựng để trên đó, để nó chày thấy á. Kêu nó lại lấy ba đồ vô đó thì giải dành. Dạ. Lấy. Tém mấy bao đồ qua gì? Cái thùng bê đi, lấy cái này bỏ vô. Bỏ làm gì bà nội? Thôi ông nội con không dám cầm. Con cá mẹ. Thôi con cá chê. Xách đi đâu? Má ơi, giờ bà làm sao bà làm đổ đi. Ra, sang đây. Đổ ra đây nè. Ngay chỗ này là được rồi, đừng đổ đi đâu xa đó. Đây. Trời ơi, tao nói đổ đất chết sạch. Không còn đâu. Ba cái mẹ không có sống đâu, ngã ngửa hết rồi. Xinh quá. Đưa bỏ những cái lỗ luôn đi. Ba. Nhỏ nhỏ này mất mà đè đi. Nè, ông mất thì mới đá. Nè, con cá chê. Đây là con khỉ quái nha. Nó bự vậy á, coi bàn tay tôi. Ừ quá vậy. Bả đâu rồi? Chi. Chi một cá đang tắm nắng. Ghê không? Con này mấy ký lô luôn á trời. Nó cỡ con kỳ bữa mình bắt không? Nó cắn không? Bự hơn cái đồi Phú nữa. Phú bự nó. Như chụp nó Như. Mệt quá không bắt nữa đâu. Mấy con cá này mệt quá. Nó là đâm chúng nhức dữ. Cha đè xuống nhẹ cái cái ngạnh của nó là nó có cái lưỡi cưa ở dưới á, ông đè xuống rồi ông rút ra. Đè xuống cái rút ra. Rút ra. Đúng rồi, kéo vậy. Quá dữ luôn. Nè, từ từ. Để cha gỡ cho mày hay quá. Ba dân câu rồi con gỡ cái ngậm ra đi con rút được rồi đi nè. Quay. Wow. Con cá nó bự. Con cá này bỏ đâu trời? Để đây nó chết không? Bả đi ra muôn đâu rồi? Để đi. Đây. Vô tắt máy. Quá trời tép mũi luôn. Nè. Con nhậu ơi. À, phú lọ cắm. Hello, hai con cá ghê vậy. Cha yêu của mình kìa. Cha yêu của mình với cậu của mình mấy bạn ơi. Ôi còn nữa hả? Còn. Ôi wow. Rồi con này công nhận dữ rồi nha. Cá chê nữa hả? Cá dồ. Hết rồi. Hết cá chê phải không? Cá dồ này mày câu hả nè. Và kể từ đó mương thui không còn cá nữa. Tại sao? Tại vì ba bố với ông Bảy mất hết rồi. Con hả nhiều lắm. Ôi, con cá cha hết hồn luôn. Hả mẹ con hả cái đèn con cá trăm cá dồ rồi đó. Wow, cá mè nhiều quá hả cha? Quá trời cá mè. Cá mè này chắc cả chục ký. Rồi. Rồi, đưa bà Bảy liền. Cá mè đâu dữ ta? Rồi,
vậy? Cái mẹ đâu dữ hả? Cái mẹ á. Cầm cái lưới đi rồi cha tặng cha bắt cái dồn khỏi. Đừng kéo nữa, kéo lên nữa nó mang lưới. Quá, wow, sao cái bụng nó bự dữ trời. Không cho ăn rồi. Cho ăn chưa? Ăn mấy trăm ngàn đâu con. Quá. Chắc cả này cả chục cái con cá dồ á. Quẩy cái được má ông nội mình nãy nói nghe con. Cái gì? Dục dép luôn hả? Dục dép chạy luôn mà mới tăng tốc. Trời, bà Hương đâu? Kêu bà Hương bắt cá dồ. Bắt con cá. Nó cắn không? Không. Rồi nhé ra nha. Nhé ra đi. Thảy lên. Thảy lên luôn. Thảy luôn. Rồi. Thôi rồi. Má ơi. Rồi tao bắt ba cái mèo lên rồi lên thả rồi thả. Cái dồ bự. Thả cái mèo ngoài mương ngoài hả? Điên bắt con này chưa? Ủa kìa con kìa. Con này bắt thả đâu đây? Vậy. Chạy theo bà thả cho nè. Ông rạch đem thả mương hay gì? Nãy giờ bả đem đi đâu đây mà không biết bả đi đâu đây là bả đi chỗ nào? Nhốt hả? Wow. Nè. Gì vậy một lú vậy? Luôn bản cá tượng mà thôi bỏ đây đi. Wow. Thôi đây một lưu cá tượng luôn nè bạn ơi. Chuẩn bị thả cá mới xuống nha. Còn đây là lưu cá dồ. Nhà biết không biết hai cái lưu dự trữ của mày rồi. Ngày mai tao sẽ lên bắt cá. Nhà Phú á. Sao? Nhà Phú là toàn cá không. Cô lại xuống lấy cái xô đi Phú. Vậy ba bắt vô. Đi đi, đi lên. Cái xô ngay chỗ cái vàng đó đó. Nó bự quá mấy bạn ơi. Cái xô bự. Trời ơi, mày đưa ta cái ca này đập mày quá. Cái xô dưới vàng ngay dưới á. Ghê quá nè. Nó lóc quá, nó bị chảy máu rồi nè. Bắt con cá chê bỏ vô. Trên. Rút ra. Nó dưới vô lưới phải. Rút ra. Thôi bỏ đi. Đây. Cầm. Quay nha. Cứng dữ rồi. Đây. Thôi khỏi đi. Chạy xuống đây. Bắt nha. Ghê. Hai con nãy thấy bà bảy bán nhanh. Nè. Nè thấy chị ba không? Thấy. Thấy con cá không? Thấy luôn. Nè mấy bạn thấy ghê chưa? Nè bảy. Nè. Nè thấy gì ba không? Thấy. Thấy con cá không? Thấy luôn. Nè mấy bạn thấy ghê chưa? Nè bảy. Rồi. Quá mệt. Để đi. Quá là đáng cấp. Quá sợ luôn. Thế lên thở đi rửa tay cái. Lại rửa tay cái. Cá mẹ nhiều quá. Trời ơi, chưa kịp ăn cá nữa là chết luôn. Luôn. Đó. Trời ơi. Mẹ đang làm gì? Trời ơi. Mẹ đang mất ơi. Giang ướt cái quần đây. Luôn. Cha đi trước á, cha đi trước cho tắt được trước. Mày ngồi đây mày chỉ huy chút cũng lên đó. Kìa. Đó, thấy chưa? Con nấu mà. Tới luôn. Trời ơi cậu kìa. Giờ chắc hết cá bự rồi quá. Rồi. Còn kìa, còn cá dồ kìa. Giọt đầu tiên chuẩn bị giết tay tượng. Bà bảy ra rồi. Bảy là chạy mất tiêu nữa rồi. Tới nè bắt tay tượng. Phú vô dội cái cầu cho bả đi Phú. Bả đang đi ẻ chưa kịp dội nữa hả? Không có bả đi nãy giờ sình á. Tao nói một chút bả tán cái ăn hết giờ. Hết chưa? Còn cái dồ. Bây giờ chạy bắt rồi. Rồi, xong rồi đó. Xong. Hết rồi đó. Đợt này nó nghỉ rồi hả? Hết rồi. Còn như để nuôi. Thả mấy cái cha móc câu lên vui trời. Mấy cái mày qua. Coi chừng mấy cái cha phú câu còn còn nhỏ. Ơi, không giục như giờ nó biết chết luôn á. Đâu con đâu sợ nó đâu. Đâm cái nhện cái mày đái quần nữa không sợ. Đái quần.
Giống như phố vậy á. Nếu mà nhà không có quần phố quận. Không đâu cho mẹ. Còn lứa lần nữa hả? Trời. Tiên nghỉ rồi hả? Hả trời. Mấy bạn ơi, một chút mình sẽ xin một con về mình làm nấu nấu mắm kho mấy bạn. Còn không xin con đại tượng gì chiên xù cũng được. Cha đi trước á. Ai đi trong mé đi, cần chạm ai đi ngoài đi trước cái hồi cá bung ra. Này cá chê có nhủi không ta? Có. Chút dễ gì mà nó hết được. Dạ yeah, kêu cậu mồi vô cái hang đó cậu. Ồ. Hang có co rắn không? Đâu còn hoài vậy? Còn Phương Phúc phố mà. Ra chị ba. Nó đẻ à sao trời. Mấy con này, mấy con nhỏ nhỏ này cậu biết bị gì không? Nó vướng lưỡi trâu á, lớn không nổi á. Phú á, vướng lưỡi trâu nhờ công phú á. Câu mà câu đứt dây hoài luôn. Giật dọc lên mé bên đó luôn. Tao gửi cái cần cho tử rồi tay tượng nhiều. Tao kêu lấy quán cái tượng này. Tay tượng không có. Nhảy ghê. Còn cái vô không? Rồi đó. Hết rồi. Quá thế nó ăn quá trời tưởng còn nhiều. Hello. Trời ơi liều. Dịch này cũng dám đi nữa hả? Có. Đó. Mà cá dồ không à? Ông nuôi tại tượng sao giờ bắt cá dồ không à? Thật sao cá mè luôn. Chị ba. Ừ? Con yêu. Còn không? Còn. Nếu không còn. Mừng. Rồi đó, vô. Chuẩn bị bọc dưới. Dở lên nha, từ từ nha. Vô rồi. Rồi mất tiêu rồi, xảy rồi. Vô rồi. Đó. Vô con nói mà. Nó nằm trong cốc đó mà. Trời. Nãy thấy ụt vô đó. Hả? Lên hả? Thôi xong. Rồi lên. Kết thúc video. Rồi kết thúc video. Cháu hài vẫn là luôn ok mấy bạn ơi. Nếu các bạn thấy video của cha mình và cậu mình và mình thú vị thì đừng quên để lại một like, và nếu mấy bạn muốn ăn món gì thì cứ để lại ở phần bình luận nha các bạn, để mình xin con cá về. Lên. Còn con nữa nè, thấy không? Vô. Vô, con nói nó vô cái góc đó mà. Tiên cầm hụ giúp cha. Trời ơi, con cá chê. Hú hồn của chim em chưa? Rồi, lôi lên. Trời ơi, con cá chê má ơi. Má rồi. Còn không? Để hút điếu thuốc cái đi. Quá mệt rồi. Xong hút thuốc rồi. Mệt quá. Để cha bắt, để cha ăn bắt. Con này giống cà lét mà nè. Giống con nãy á. Con nào? Này nè, cà lét mà. Lét mà. Con giờ con đi heo hết nổi luôn rồi đó. Này bẻ ngạnh chưa cha? Chưa. Đông đông á. Vô hùng đẳng đi cha, con dục con trong hùng đẳng. Đâm một cái ai là đá. À, hello, chào các bạn, các con, các cháu ha. Nay tắt đèn quá trời cá chê luôn. Cá chê bự thiệt luôn. Cá tường. Này thủy quái hả cha? À. Hugo, cha bỏ hùng đẳng kìa. Các bạn có biết tên gì không? Cái đèn này là cá thần tượng mà khi bắt lên nó toàn cá cha mình thả không à. Hồi cái đi hú gì? Sao? Thật là hú gì quá đi đó mà. Sao bỏ đại vô hùng này đi. Cha. Còn nó không bỏ lép rồi. Gì ơi, gì ơi. Cái mà, rồi sao bỏ con này chết à. Chết rồi. Gì? Rồi con cá này bự dữ vậy. Giáo hai con này cũng ngang ngửa bữa con câu lắm à. Ui. Cho nó con này rồi cậu. Cho ai? Cho một tiếng hả? Kìa giờ cô áo bông lên nè. Một tiếng mà nhậu không? Bắt con cắm rộng cái cửa nhậu. Nhậu ai không ngồi? Mặt xinh không kìa. Cái này Covid này nhậu ai? Ông Vinh cá. Cá nào? Cá chỗ rồi. Cô con cá này cô. Cá nào? Cá bự đó. Cá đó rồi. Kéo con đó đâu bây giờ. Chút ông cậu cho cậu bò cho. Cho dữ sao. Tao bắt còn hai cá trắng á. Cá trắng đâu? Còn con kia nó nãy thả đâu rồi. Đây nè. Đây nè cá trắng. Con này cho ai? Cá trắng nè. Bảo hai con chứ. Còn con cái lét nữa mà. Nè hai, đây trong đây hai con nè. Có một con cái lét bự rồi nha. Thì đó. Không phải đâu mày, con này chiếu à. Còn con nhỏ. Mày. Con kia. Mày giật ống ra đi. Ống nào? Cha bắt con. Ủa nãy còn con chê lét bự lắm mà. Đúng rồi, nó. Hả? Phải. Ừ đúng rồi. Nãy con bắt nó. Đây nào không? Không. Bị lớn nè. Đây nè. Con cá chê lét bự lắm. Nãy cái này nó bự hơn mà. Cỡ đó đó.
con này vợ tôi bắt mà. Không, cái con này nãy ngay chân cậu cho dục vô. Thì hai con đúng rồi. Đâu, con cá chê kia là con bắt á. Con bự á. Hai con chồng. Đúng rồi, con bự là con chê lét á. Đưa vợ đây. Cha bắt hả về, em về thả đề hả? Thả lâu với thầy. Cắn cái chê không? Cắn cái chê tưởng con sao? Cái tưởng nó bự rồi. Để cá chim. Để cá chim đó con ăn. Thương không để ăn. Về cha. Cha nghỉ mệt đi, con đi theo cô về hả cá? Hỏi cô chiên chả giò chưa? Cô chiên chả giò chưa cô? Đi. Cô xin lâu không biết lắm. Cái đít mì sình không kìa. Đây, chạy kiểu mệt. Ủa nhưng mà cái này mình đem thả mình ăn chứ phải thả đìa mẹ. Sao mẹ không đem thả hẳn luôn? Thả con, có hai con cá chê nhỏ chồng á. Con cá chim nó biết bay không? Không biết nữa. Con cá chim nó biết bay không các bạn? Các bạn nhớ để lại comment cho Phúc biết nha. Ok.